Đi đẹp chưa? Đây, căn 2 phòng ngủ 58 mét vuông, căn tầng 10, phòng số 11. Quá đẹp. Ở đây thì mình có sẵn cho mình nội thất, chỗ để giày, bàn ăn, bàn tròn. Rồi bếp sẵn luôn, tủ bếp dưới luôn. Đó, có đèn luôn, ở đây có đèn trang trí. Đó, có chăn ẩm đồ đầy đủ hết. Coi như là full nội thất. Đây có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Điện nước đầy đủ, mới 100% luôn. Đó, đèn giường nè. Có giường luôn hả chú? Hai bên có giường hết, tủ luôn. Đây, căn trời ơi, có tủ luôn. Rồi, quá đã, có giường luôn, đem cái niệm lên ở. Máy lạnh có luôn không? Đây có máy lạnh luôn. Trời ơi. Máy lạnh hai cái. Hai cái máy lạnh luôn. Đó, nè. Vô đây này biết chưa? Trời ơi, đẹp gì? Đúng đó. Mày, đây có rèm luôn nè, đây cái này có wheel, có wheel nha cô chú anh chị. Đây là kéo lên là có wheel nha. Này là kéo lên là có wheel nè. Đó, kéo xuống kéo lên. Đây. Bên này thì có tủ luôn nè. Tủ nè. Máy lạnh. À. Đó, cái tủ kéo. Đấy, thêm một phòng nhà vệ sinh. Phòng nhà vệ sinh ok chưa? Bật đèn lên. Đó. Đó. Quá trời ngon lành luôn. Đó. Đây là cái bàn ghế trang điểm nè. Đó, gương. Rồi ở đây ngoài này thì có ban công luôn. Ban công thì ban công nhà nào không có là ban công chỗ này. Nè. Ban công bên tầng 10. Đây. Nhìn xuống là hơi bị VIP luôn. VIP luôn. Đó, view Đại học Võ Trường Toản. Rồi không thiếu một thứ gì hết. Giá cho thuê 5 triệu một tháng thôi, quá trời rẻ. Ở đây khu vực này người ta đang cho thuê là từ 6 đến 7 triệu một tháng, mà chỉ có hoàn thiện bếp với là máy lạnh thôi. Đó, không có giường với lại cũng không có tủ. Đó, cũng không phải là được bàn ăn trang trí rồi đẹp như vậy đâu. Này, bàn ăn nè,